Hoàn cảnh ở đây quá là hùng vĩ, quá là đẹp luôn nha quý anh chị. Thì hôm nay em đang có mặt tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đó. Thì hôm nay em quay một cái lô đất mà có diện tích rất là lớn luôn. Đó là một 13.000 mét vuông, là một mẫu 3 đó quý anh chị. Đó, tọa lạc tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì từ vị trí này á mà chạy ra đường Xuân Sơn Đá Bạc á, là đường liên xã đó quý anh chị, xã Xuân Sơn và xã Đá Bạc á. Đó thì nó tầm khoảng mất tầm khoảng 3 cây số nha. Và chạy về Ủy ban Nhân dân xã Xuân Sơn thì nó mất tầm khoảng cũng 3 cây số luôn nha quý anh chị. Đó, đâu đó tầm khoảng 3 cây số. Từ đây á, cái điểm du lịch gần nhất ở đây là Hồ Tràm, thì từ đây chạy về Hồ Tràm đâu đó tầm khoảng 15 cây số thôi, rất là gần luôn. Thì chạy đường này á thì quý anh chị ra đường Xuân Sơn Đá Bạc nha quý anh chị. Nó từ đây di chuyển ra đó tầm khoảng 3 cây số là đường Xuân Sơn Đá Bạc. Đó. Xuân Sơn Đá Bạc cái con đường nó cũng rất là đẹp luôn. Rất là nhiều cây cổ thụ lớn. Còn chạy về đường này á thì nó nếu mà chạy thẳng thì cũng về xã Đá Bạc, rồi nó chạy một ra hướng Hồ Tràm chạy về đó cũng được luôn nha. Thì đường này á là lộ giới nó tầm khoảng là 5 mét nè quý anh chị, rộng rãi, đường đẹp, rất là đẹp luôn, giữa rất là đẹp luôn. Đó. Điện đài, điện ba pha nha quý anh chị, điện đó là điện công nghiệp. Đó. Thì ở đây á thì người ta rất là nhiều cái trang trại mà sản xuất công nghiệp và nói chung là sản xuất công nghiệp, rồi nuôi gia súc, nuôi heo đồ đó, đó quý anh chị. Đó. Thì lô đất của mình á ngày hôm nay á là có diện tích là 13.000 mét vuông, trong đó có 100 mét thổ cư nha. Và mặt tiền thì nói mặt tiền là nó dài miên man luôn, 166 mét mặt tiền. Đó. Đầu từ đây nè về tiếp cho tới cây trụ điện về cuối kia 166 mét mặt tiền nha quý anh chị, rất là dài luôn. Và hậu sâu về sâu đâu đó tầm khoảng 100 mét, đất mình là không vuông nha, đằng sau là tóp hậu, đất rất lớn nên nó không có được vuông rất như bình thường nha quý anh chị. Và trong đó mình có 100 mét vuông thổ cư và còn lại là đất trồng cây hàng năm khác. Hiện tại trong sổ là đất trồng cây hàng năm khác và quy hoạch là quy hoạch đất cây lâu năm. Đó. Đất của mình hiện tại là đất trống, có trồng một ít cây keo lá tràm. Và còn lại thì bỏ hoang rồi. Thì lô đất này á thích hợp á với việc là làm nhà xưởng nè, hoặc là làm trang trại. Bên kia đối diện mình á, bên kia là trại heo nè quý anh chị. Ví dụ mới mình họ đang làm trại heo nha. Ở đây rất là nhiều trang trại luôn. Thì gia điện lớn này thì cung cấp là cho trang trại nè, cho sản xuất nha quý anh chị. Thì ma pha điện lớn. Đất của mình là đất sỏi. Đất sỏi trộn với đất đen, đất đen đất thịt chứ.
sâu hơn sâu. Và đằng sau cuối đằng sau là có suối nha. Suối này nó cũng không đẹp đâu. Em nghĩ là rác thải môi trường nó đổ xuống suối này nè. Đất thì nó cũng bằng phẳng. Nói chung là nó cũng có trải về sau một tí, chứ không thuộc diện dạng mà dốc quá nha. Thì chủ rao bán cái lô đất này á, với cái giá là 600 triệu trên một sào, là xong 38 gần 8 tỷ, gần 8 tỷ đó quý anh chị, 8 tỷ hay gần 8 tỷ gì đó quý anh chị tự nhân nha. Một mẫu 3 đó, 600 triệu trên 1.000 m², một cái giá rất là rẻ luôn. Ở khu vực Châu Đức này mà tìm với mặt đường nhựa đẹp như thế này, mặt tiền dài miên man, mà cái giá 600 triệu trên một sào thì rất là ít, rất là hiếm có nha quý anh chị. Chủ cần tiền nên bán gấp cái lô đất này nha. Thì quý anh chị vui lòng xem hết video để mà xem cái trích lục địa chính và quy hoạch đất ở đằng sau, em có gửi ảnh đằng sau nha. Thì để biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0367054816 gặp em Hoàng Duy nha. Để em cung cấp đầy đủ thông tin cho quý anh chị nha. Từ sổ cho tới vị trí. Đó. Và cuối cùng em xin kết thúc video tại đây. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha.